giải đua ghe ngò khu vực đồng bằng sông Cửu Long quy tụ 59 đội ghe ngò với trên 5.000 vận động viên đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và chủ nhà Sóc Trăng tham gia tranh tài. Trong đó có 12 đội ghe ngò nữ và 47 đội ghe ngò nam. Theo đó, các đội ghe ngò nữ sẽ thi đấu ở cự ly 1.000m và đối với ghe ngò nam là 1.200m. Sau lễ khai mạc, các đội ghe với đầy đủ màu sắc, hoa văn rực rỡ bước vào so kè vòng loại để chọn những đội xuất sắc để thi đấu loại trực tiếp và tranh chức vô địch. Lễ hội Óc Âm Bóc đua ghe ngò, trong đó có giải đua ghe ngò truyền thống được tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và của đồng bào Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đồng thời, thông qua lễ hội, tỉnh cũng mong muốn tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu hình ảnh về vùng đất và con người Sóc Trăng đến với du khách trong và ngoài nước. Từ khi được nâng tầm thành lễ hội cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2013, đến nay, hoạt động trong lễ hội là giải đua ghe ngò từng bước được mở rộng và thu hút nhiều đội ghe trong khu vực đến tham gia tranh tài.